Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 64. Nói xong, anh đưa lóng tay chỉ vào Âm Vô Tà. Những vòng tròn trên hình vẽ trên mặt đất như sống lại, lan tỏa từng vòng một. Toàn bộ không gian đều bị bóp méo, hỗn loạn như thể từng thiên hà chồng lên nhau, lực hấp dẫn làm cong ánh sáng, mặt trời và mặt trăng cùng chuyển động, các vì sao rung lắc hỗn loạn. Sắc mặt Âm Vô Tà chợt thay đổi, ông ta thầm kêu không ổn rồi, vội vàng muốn thoát ra ngoài cửa nhưng đã không kịp nữa, cơ thể ông ta lập tức bị nuốt vào không gian méo mó. Ông muốn tôi thế ông để được giải thoát, nhưng có lẽ ông đã quên mất rằng, nơi đây quỷ thần không được vào thì tất nhiên cũng bao gồm cả ông Lý Dục Thần nói. Không, không thể nào, cậu mới học thần chú, không thể điều khiến trận pháp ngay được. Cậu rốt cuộc là ai? Âm Vô Tà vô cùng kinh ngạc. Tôi hiếu ông muốn được tự do, nhưng ông không thể dùng sự bất tự do của người khác để đổi lấy sự tự do của mình được, giống như dùng sự nghèo khó của người khác để đổi lấy sự giàu có của mình vậy. Ha ha ha, cậu không cần phải thuyết giáo với tôi đã sống hơn 3.000 năm rồi, tôi hiểu về thiên đạo sâu hơn cả cậu đó. Trước mặt tôi, cậu vẫn chỉ là một đứa con nít thôi. Âm Vô Tà cười lớn. Cậu nhốt tôi lạ thì sao chứ? Bản thân cậu cũng không ra ngoài được. Vừa hay, chúng ta làm bạn, còn hơn là tôi cô đơn lẻ bóng 3.000 năm. Ha ha ha. Bóng dáng của Âm Vô Tà thoát ẩn thoát hiện, xuyên qua không gian trồng chất méo mó, cuối cùng cũng đến trước mặt Lý Dục Thần. Hai người đối mặt nhau trong không gian kỳ lạ này. Lý Dục Thần cười nói, bảo tôi ở với ông vài nghìn năm tư. Ông nghĩ hay thật. Sao nào, cậu còn muốn chạy trốn sao? Âm Vô Tà thả lỏng, trong không gian này, hai chúng ta, trừ khi đối phương đồng ý, nếu không thì không ai ra ngoài được. Thật không, Lý Dục Thần mỉm cười, ông học thần chú quá lâu rồi nên có lẽ đã quên mất cách để có được cơ thể bất tử tồi nhỉ. Âm Vô Tà sửng sốt, đột nhiên kinh ngạc nói, cậu muốn làm gì? Trong tay Lý Dục Thần đã cầm thêm một thanh kiếm từ lâu. Thân kiếm đen kịt, không có một chút ánh sáng nào, còn tối hơn cả vùng đất U Minh này. Anh giơ kiếm lên, lật ngược thân kiếm lại, hướng vào mình rồi đâm thẳng vào. Quát con, cậu điên rồi. Âm Vô Tà hét lớn, cậu xông vào hoàng tuyền như vậy sẽ chết thật đấy. Cậu không biết thế giới bên dưới là như thế nào đâu. Lý Dục Thần cảm thấy một luồng sức mạnh vặn vẹo bao lấy mình, kéo anh lùi lại thật mạnh. Giọng nói của Âm Vô Tà lập tức đã ở rất xa, không nghe rõ được gì nữa. Anh cũng không quan tâm Âm Vô Tà nói gì. Lúc này, anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Đi xuống dưới hoàng tuyền tìm bố và mẹ. Trong quanh ảnh biến đổi, anh bay qua từng hẻm núi tối tăm, vượt qua từng cửa ải. Trong hẻm núi có rất nhiều binh lính âm phủ, ma khí dày đặc. Tiếp theo là dung nham vô tận như biển đỏ. Những con quái vật khổng lồ màu đỏ bơi trong dung nham, những con sóng dung nham nóng bỏng cuồn cuộn, thỉnh thoảng lại phun lên trời. Ở tận cùng của biến lửa, anh nhìn thấy một dòng suối giống như bùn vàng đang không ngừng phun trào. Không gian bắt đầu xé rách, gần như muốn xé anh. Thành từng mảnh. Ngay lúc này, một luồng sức mạnh không gian mạnh mẽ bao lấy anh, kéo anh trở lại với tốc độ nhanh hơn, vượt qua 7 cửa ải biến lửa, bay qua từng cửa ải ma quỷ thật mạnh. Xoẹt một cái, Lý Dục Thần tỉnh lại từ trạng thái mất trọng lượng và gần như mất trí nhớ. Khuôn mặt của Âm Vô Tà ngay trước mắt anh. Khuôn mặt tái nhợt gần như trong suốt của ông ta có chút đau đớn và méo mó. Anh cúi đầu nhìn thấy kiếm Huyền Minh Đế ở ngực mình, mũi kiếm đã đâm vào nhưng vẫn chưa chạm đến tìm. Âm Vô Tà dùng tay nắm chặt lấy kiếm Huyền Minh, những ngón tay trắng như ngọc trong suốt chảy ra máu đen. Thôi, cậu đi đi, Âm Vô Tà nói, ra ngoài rồi giúp tôi làm một việc. Việc gì? Đi một chuyến đến Côn Luân, xem thử ở Giao Tý, người phụ nữ môi thanh điểu còn ở đó không? Nếu còn thì nói cơ mãn chưa bao giờ quên cô ấy. Nếu không còn nữa thì giúp tôi mang một gáo nước từ giao trì về. Côn Luân đúng thật là có giao trì. Nơi đó là nơi linh thiêng nhất, cũng là nơi bí ẩn nhất của toàn bộ Côn Luân, chỉ đứng sau Thiên Đô. Cứ mỗi 60 năm, các tiên môn trên thiên hạ sẽ tụ họp tại giao trì, do Vạn Tiên Tông chủ trì, gọi là Đại hội Vạn Tiên, cũng gọi là Đại hội Giao Trì. Chỉ có khi đó, cửa giao trì mới mở ra. Nhưng Lý Dục Thần vẫn chưa từng trải qua. Nghe nói giao chỉ có tiên cung, bên trong ở một vị tiên nữ thích nuôi thanh điểu. Chim xanh của các đệ tử Thiên Đô là do cô ấy nuôi. Mỗi đệ tử Thiên Đô đều sẽ nhận được một hồn thanh điểu. Thiên Đô ở trong gò Côn Luân, trên mây chỉ có một cái thang đi lên trời có thể thông đến,
đó cũng là ranh giới giữa tiên và phàm, rất ít người có thể lên được. Ngay cả đại bàng và kền kền trên cao nguyên cũng không bay lên được. Chỉ có thanh điểu là có thể dễ dàng xuyên qua và đi lại tự do. Vì vậy, các đệ tử Thiên Đô đều dựa vào thanh điểu để truyền tin cho sư môn. Lý Dục Thần nghe Âm Vô Tà nói về người phụ nữ nuôi thanh điểu bên Gia Giao Trì, trong lòng anh vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ người này đến từ Côn Luân? Hơn nữa là Côn Luân của 3.000 năm trước. Cái tên Cơ Mãn này, hình như anh đã từng nghe ở đâu đó. Lý Dục Thần nhất thời không nhớ ra nhưng chắc chắn không có trong danh sách đại tiên sư qua các đời của Thiên Đô. Anh vừa định nói gì đó thì cảm thấy một luồng sức mạnh mạnh mẽ đẩy anh ra ngoài. Anh cảm thấy mình như một tờ giấy bị nhét vào khe hở của hai cánh cửa bằng đồng đang mở ra. Lý Dục Thần lập tức quay người muốn xông vào nhưng cánh cửa đã đóng sầm lại sau lưng anh. Anh đập vào cửa một cái, phát ra tiếng động lớn như tiếng chuông, vang vọng trong không gian tối tăm sâu thẳm của dòng sông ngầm. Anh đứng dậy dùng sức đẩy cửa nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Mở cửa ra. Lý Dục Thần đập cửa. Cho tôi vào, tôi muốn đến Hoàng Tuyền, tôi muốn đến Cửu U. Anh hét lớn. Giọng nói của Âm Vô Tà truyền ra từ bên trong cửa, với tu vi hiện tại của cậu, đến Hoàng Tuyền chỉ có đường chết. Nhớ lấy câu thần chú cậu đã học, hãy ngẫm kỹ. Muốn đến Hoàng Tuyền, hãy đợi đến khi cậu có thể mở cánh cửa này rồi tính sau. Đường đến Hoàng Tuyền xa xôi, đường đến Cửu U sâu thẳm, nhân sinh trường hận, nhật nguyệt không lặn. Giọng nói này như cách xa hàng vạn ngọn núi, ngày càng nhỏ, đến cuối đã không còn nghe thấy nữa. Cánh cửa bằng đồng dần đổi màu như được phủ một lớp vôi, không lâu sau đã hòa làm một với bức tường đá xung quanh, không còn nhìn ra hình dạng cánh cửa nữa. Cho tôi vào. Lý Dục Thần vung kiếm huyền minh, trên bức tường đá để lại từng vết kiếm khí nhưng cánh cửa đó vẫn không xuất hiện trở lại. Trong thần thức của anh, cánh cửa đã biến mất. Nơi đây chỉ có vài trăm mét đá, bên trong đá là dung nham nóng chảy. Anh ngây người đứng trước bức tường đá, biết đó là một không gian khác. Với sức mạnh hiện tại của mình, anh không thể mở được bức tường không gian này. Trong đầu anh lại hiện lên những câu thần chú đó và cả đại trận không gian quỷ thần cấm hành nữa. Đây thực sự là bí thuật nắm giữ bí mật của không gian, có lẽ chỉ có ngẫm kỹ câu thần chú này mới có hy vọng mở được cánh cửa này. Lý Dục Thần đọc thần chú, quả nhiên không gian trước mắt xuất hiện từng vòng gợn sóng, cả dòng sông ngầm đều bị bóp méo. Dòng sông ngầm quanh co uốn khúc không biết bao nhiêu dặm. Không biết đã xuyên qua bao nhiêu hang động và khe nứt ngầm, lúc này tất cả đều trải ra trước mắt anh, như thể không gian ba chiều được mở rộng thành bốn chiều, thấy rõ không sót một cái gì. Thời gian và không gian trước mặt anh không còn là vật cản nữa. Anh chỉ nghĩ một cái mà đã xuyên qua dòng sông tối tăm, đi ra khỏi hang động. Bên ngoài là bầu trời nắng đẹp sáng xa. Anh không gặp Ba Ô nên có hơi lo lắng, anh định đến thôn Bạch Thần dưới chân núi xem một chút. Cũng để từ biệt gia đình Ba Ô luôn. Một lần chia tay này, không biết có còn cơ hội gặp lại hay không. Vô tình gặp gỡ trên giang hồ như bèo nước gặp nhau vậy, có duyên thì làm bạn rượu, hết duyên thì thành người dưng. Hành giả thì mãi mãi trên đường, những người từng gặp đều là khách qua đường. Lý Dục Thần bước xuống núi, đến cửa thôn Bạch Thần. Anh chợt thấy một cô gái ở đằng xa, lưu luyến bên đường hái một bông hoa vô tận rồi vui vẻ chạy đến. Đến gần. Nhìn thấy khuôn mặt của cô gái, Lý Dục Thần đột nhiên giật mình kêu lên, Vưu Hinh. Cô gái ngây người đứng bên đường, sợ hãi nhìn anh. Bỗng nhiên cô ấy hét lên một tiếng, vứt bông hoa vô tận trong tay rồi quay người bỏ chạy như bay. Lý Dục Thần kinh ngạc, cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới nhớ ra, mình suýt chút nữa đã vào Hoàng Tuyền, quần áo trên người đã bị không gian xé thành cho bụi. Anh mới thấy mình quá lỗ măng nên làm cô gái sợ hãi. Có lẽ cô gái này chỉ giống Vưu Hinh thôi. Nhưng không phải dân làng thôn Bạch Thần đã chuyển đi hết rồi sao? Cô gái này ở đâu ra? Anh đang ngẩn người thì trong thôn ùa ra một đám dân làng, tay cầm cuốc và liềm hung hăng đi tới, ồn ào la hét gì đó. Lý Dục Thần vội vàng đưa tay ra, bông hoa vô tận mà cô gái vứt đi bay lên, cánh hoa tách ra hóa thành một bộ quần áo trắng bao phủ lấy anh. Mọi người chạy đến trước mặt anh, đều dừng lại, ngơ ngác nhìn anh. Cô gái cũng ở trong đó, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Một người đàn ông trung niên nói với cô gái vài câu bằng tiếng địa phương, giọng điệu trách móc. Mọi người cười ồ lên một trận. Cô gái thấy tủi thân nên che mặt khóc thút thít. Người đàn ông trung niên bước ra, nhìn Lý Dục Thần từ trên xuống dưới vài lần rồi nói vài câu bằng tiếng địa phương.
Lý Dục Thần không có tâm trí để phân biệt đối phương đang nói gì, lúc này anh vô cùng kinh ngạc, bởi vì người đàn ông trung niên trước mặt này rõ ràng là mang hình thái của Ba Ô, chỉ là trẻ hơn Ba Ô rất nhiều. Chàng trai, cậu từ bên kia núi đến phải không? Ba Ô dường như đã nhận ra nên dùng tiếng phổ thông. Hơi cứng nhắc nói, con gái nhỏ Vưu Hinh của tôi không hiểu chuyện, làm cậu sợ rồi, xin lỗi nhé. Lý Dục Thần như bị điện giật, chẳng lẽ câu thần chú vừa rồi khiến anh xuyên không? Cảm giác bất lực và sợ hãi vô cùng ập đến nhưng đồng thời anh cũng nhìn thấy hy vọng. Nếu anh xuyên không thật thì nhìn tuổi của Vưu Hinh và Ba Ô, có lẽ là 20 năm trước. Lúc này nếu đến kinh thành, liệu có nhìn thấy cảnh nhà họ Lý bị diệt không? Hoặc đọc thêm vài lần thần chú nữa sẽ trở về trước khi nhà họ Lý bị diệu. Anh phấn khích hắn lên, không còn quan tâm đến Ba Ô và dân làng thôn Bạch Thần nữa mà quay người ẩn vào hư không, cưỡi kiếm bay đi. Vừa mới bay lên trên không núi Bạch Sơn, Thiên Trì đã ở giữa vòng vây của những ngọn núi dưới chân. Đột nhiên có một sức mạnh bí ẩn kéo xuống khiến anh rơi xuống nước. Anh nổi lên khỏi mặt nước, muốn bay lên lần nữa nhưng phát hiện mình không thể bay được. Anh muốn bơi vào bờ nhưng phát hiện ra có vẻ như có một khu vực độc lập trong nước, dù bơi thế nào cũng chỉ ở trong một vùng nước này, không đến gần bờ được. Anh cầm kiếm huyền minh chém nước thành khe để tạo sóng nước. Nhưng dù anh cố gắng thế nào cũng vô dụng, giống như khoảnh khắc sắp tỉnh chứ chưa tỉnh khỏi ác mộng vậy. Anh nghe thấy tiếng ai đó hét lớn ở bờ, mau nhìn xem, đó là cái gì thế? Trông những làn sóng nước này giống như quái vật vậy. Cuối cùng anh cũng từ bỏ, chìm xuống nước, lơ lửng không nhúc nhích. Tiếng nói ở bờ đã không còn, mặt trời lặn về phía tây để lại một chút ánh sáng chiều chiếu trên sườn núi phía đông. Anh nhìn qua mặt hồ, thấy bóng dáng xinh đẹp của một cô gái ở mép nước sườn núi phía đông. Cô ta đang khóc ở bên hồ. Những giọt nước mắt tủi thân rơi xuống hồ phát ra tiếng kêu leng keng như tiếng chuông gió mùa hè. Có tiếng gọi vọng lại từ xa, Vưu Hinh, Vưu Hinh. Cô gái cầm một bông hoa vô tận nhìn về phía mặt trời lặn rồi nhảy xuống Thiên Trì. Cô ta dần chìm xuống ngay trước mặt Lý Dục Thần. Bông hoa vô tận đó trôi trên mặt hồ. Quần áo của Lý Dục Thần cũng biến thành một bông hoa vô tận nổi lên mặt nước. Hai bông hoa lá lướt vào nhau, trôi theo sóng nước trong ánh sáng của hoàng hôn. Câu thần chú lại vang lên bên tai, vô số không gian bị bóp méo lại với nhau. Anh lại chìm vào vực sâu lần nữa rồi lại bị kéo trở lại dòng sông tối tăm đó. Trong sự biến đổi của quang ảnh, anh nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai, mặc đồ trắng như tuyết, mái tóc đen như mây. Khuôn mặt đó nhìn hoa thì hoa mất màu, nhìn trăng thì trắng không sáng. Chỉ thấy người đó chậm rãi bước vào cánh cửa bằng đồng mở hé đó. Lý Dục Thần vội vàng đưa tay ra, muốn nắm lấy vạt áo của người đó. Quang ảnh vỡ tan, mọi thứ chìm vào bóng tối. Một luồng sáng từ đèn pin chiếu vào, rọi vào mặt anh. Công tử Lợi, cậu không sao chứ? Ba Ô cầm đèn pin, lo lắng nhìn anh. Khi rời khỏi núi Bạch Đầu, Lý Dục Thần cảm thấy trái tim của bản thân trống rỗng. Anh lấy con hạc giấy ra, rót vào một chút thần niệm, tường thuật lại từ đầu đến cuối những chuyện đã gặp phải ở đây, thổi một hơi tiên khí, con hạc giấy hóa thành một con chim xanh rồi bay vào đám mây. Nhưng anh lại đổi ý, triệu hồi con chim xanh trở về rồi rửa những thần niệm ở trên đó đi. Lý Dục Thần khẽ thở dài một hơi rồi bước vào trong hư không. Chỉ một lát sau anh đã về đến Ngô Đồng Cư ở thành phố Hòa. Mã Sơn và Cha Na Lệ đã về thành phố Hòa trước anh một bước, cho nên mọi người cũng đều đang tha thiết mong chờ anh trở lại. Nghiêm Tuệ Mẫn là người nôn nóng nhất, vừa nhìn thấy Lý Dục Thần liền hỏi, Dục Thần, sao rồi, đã tìm được hồn phách của Mộng Đình chưa? Lý Dục Thần nhìn thấy trên đầu Nghiêm Tuệ Mẫn có vài sợi tóc bạc trắng, từ trước đến nay người mẹ vợ này của anh vẫn luôn chăm sóc bản thân rất tốt, khi đi cùng với Lâm Mộng Đinh, trông bọn họ rất giống chị em, nhưng chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, bởi vì lo lắng cho sự an toàn của con gái mà bà ta đã lộ rõ dấu hiệu của tuổi già. Chao ôi, thật đáng thương cho tấm lòng của bố mẹ trong thiên hạ. Mẹ yên tâm đi, đã tìm thấy hồn phách của Mộng Đình rồi, Lý Dục Thần nói. Nghiêm Tuệ Mẫn cuối cùng cũng buông bỏ nỗi lo lắng, nở một nụ cười nhẹ nhõm, vẫn là con rể tài giỏi. Cũng tại mẹ lo lắng vớ vẩn, có con rể như con ở đây, đương nhiên Mộng Đình sẽ không sao. Lý Dục Thần đưa hai viên đan dược dưỡng thần dưỡng nhan cho Nghiêm Tuệ Mẫn uống, sau đó liền bắt đầu bế quan để hoàn hồn cho Lâm Mộng Đình. Cờ U Minh Quý được mổ ra, bao phủ toàn bộ căn phòng giống như một tấm màn sân khấu, tạo thành một tấm bình phong che chở ngay cả một tia gió cũng không lọt.
để ngăn chặn hồn phách bị lực lượng của không gian xé rách và bị thiếu. Cờ Thái Bạch biến thành một đám xương trắng, tiếng khóc nức nở quanh quẩn ở trong đó giống như tiếng khóc tỉ tê của một cô gái bị lạc đường. Đó chính là hồn phách của Lâm Mộng Đình. Hai lá cờ, một đen một trắng, bao bọc hai người ở bên trong đó. Khi thì khí đen ở trên, khi thì khí trắng ở dưới, khi thì chặt, lúc lại lỏng, hai lưỡng khí đan xen lẫn nhau, âm dương hòa quyện. Bỗng nhiên âm trung sinh dương, đột nhiên dương trung sinh âm, sinh sôi không ngừng giống như thái cực. Linh hồn thổn thức ở trong hư không hết tiếng này đến tiếng khác, vui sướng mãn nguyệt. Toàn bộ người của Ngô Đồng Cư đều đang hồi hộp chờ đợi. Mã Sơn phụ trách việc canh giữ cửa. Vốn dĩ người canh giữ cửa là Lão Hứa nhưng trong quá trình hoàn hồn không phải là chuyện nhỏ, Mã Sơn không yên tâm bèn tự mình canh giữ cửa. Bạch Kinh Kinh canh giữ ở núi sau, trong sân thì có chị Mai đang căm thất bảo hàng long cháo. Mã Sơn ở ngoài cửa lớn, đèn trúc long cửu âm trong cơ thể luôn được thắp sáng, yêu ma quỷ quái chớ đến gần. Cha Na Lệ thì vẫn luôn ở bên cạnh anh ta. Đêm ngày hôm đó, thành phố hòa mưa như chút. Sấm chớp ầm ầm, kéo dài suốt cả đêm. Ngày hôm sau, mưa bé đi một chút, nhưng đến đêm trời lại mưa xối xả. Kéo dài như thế suốt 3 ngày 3 đêm. Cho đến ngày thứ tư, sắc trời vẫn chưa có dấu hiệu trời quang mây tạnh. Mã Sơn nhìn bầu trời ở trên đầu, thở dài nói, làm lâu như vậy, cũng không biết còn phải cần bao nhiêu ngày nữa, khi ra ngoài sẽ không mang ra một đứa con nít đâu nhỉ. Cha Na Lệ trừng mắt nhìn anh ta một cái, toàn nghĩ những chuyện vô ích thôi. Anh nên cầu nguyện nhiều hơn cho anh em của mình thì hơn. Cầu nguyện với ai? Mã Sơn giơ ngón giữa lên trong không trung, dựa vào ông trời này mà còn có thể quản được người anh em của anh sao? Nếu ông còn mưa nữa thì xem anh có mắng chết ông không? Mịa! Cũng không biết có phải lời nói của Mã Sơn có tác dụng hay không mà bầu trời lại đột nhiên trở nên trong xanh. Mã Sơn vui mừng khôn xiết, thành công rồi. Vào xem thử đi. Hai người liền lao nhanh vào bên trong cửa. Người! Mọi người đều tập trung ở bên ngoài cửa phòng của Lý Dục Thần. Cánh cửa cọt kẹt mở ra, Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình nắm tay nhau bước ra ngoài. Sắc mặt của Lý Dục Thần có hơi tái nhợt. Ngược lại Lâm Mộng Đình lại cười mỉm, trên mặt còn hơi đỏ ứng. Mẹ Lâm Mộng Đình nhìn đôi mắt đỏ ngầu và bóng mắt sưng tấy của Nghiêm Tuệ Mẫn, hiển nhiên là do mấy ngày này bà ta đều không được nghỉ ngơi tốt, đau lòng không thôi. Nghe được tiếng, mẹ, này... Cuối cùng trái tim đang treo lơ lửng của Nghiêm Tuệ Mẫn cũng được nhẹ nhõm, nước mắt đột nhiên tuôn rơi. Bà ta không trả lời con gái mà lại nhìn con rể, trong lòng tràn ngập sự vui mừng. Dục Thần, cảm ơn con. Nghiêm Tuệ Mẫn vừa lau nước mắt vừa nói. Những người khác cũng đều vui sướng khôn cùng, chúc mừng Lâm Mộng Đình hoàn hồn trở về. Chị Mai nhìn chằm chằm Lâm Mộng Đình hồi lâu rồi nói, trước kia chỉ cảm thấy Mộng Đình xinh đẹp và ưa nhìn, nhưng hiện giờ nhìn lại cảm thấy có chút tiên khí. Có một loại cảm giác chắc cô gái này chỉ có ở trên thiên đường, nhân gian nào được gặp mấy lần. Thật đúng là mê hoặc chết người mà, ngay cả một người phụ nữ như tôi mà cũng yêu chết mất. Lâm Mộng Đình cười nói, chị Mai đừng khen em nữa, chị khen em thì chẳng khác nào đang khen chính chị, nếu như thành phố Hòa có tiên nữ thì nhất định người đấy là chị. Mã Sơn nói, ai ra hai người đừng khen qua khen lại nữa, mấy ngày này đều chưa được ăn xuống hẳn hoi rồi. Một ngày đáng mừng như hôm nay thì không thể không ăn uống no say một bữa. Lâm Mộng Đình cười nói, anh Mã Sơn, vừa nãy Dục Thần đã nói với em rồi, anh đã tìm được tình yêu đích thực của anh rồi mà không định giới thiệu cho em làm quen chút sao, chỉ biết ăn thôi à. Mã Sơn gãi đầu, sau đó bèn kéo cha Na Lệ qua để giới thiệu với Lâm Mộng Đình. Ngược lại cha Na Lệ lại tự nhiên hào phóng, nói, thật ra tôi và Mộng Đình đã từng gặp nhau khi còn nhỏ. Lâm Mộng Đình gật đầu nói, em nhớ mà, đại tiểu thư của nhà họ cha, chỉ là sau đó chị đi Nam Dương nên chúng ta vẫn chưa từng gặp lại nữa. Cha Na Lệ nói, trái đất tròn sẽ có ngày gặp lại nhau, người có duyên chung quy vẫn sẽ gặp lại nhau thôi. Lâm Mộng Đình khẽ mỉm cười, Mã Sơn là anh cả của chúng em vậy thì em nên gọi chị là chị dâu. Mặt cha Na Lệ hơi đỏ lên, liếc nhìn Mã Sơn một cái rồi nói, chuyện còn chưa đâu vào đâu mà. Mã Sơn bất mãn nói, rõ ràng là mọi chuyện xong rồi. Nếu còn thêm nữa thì đứa nhỏ cũng sẽ chào đời mất. Mọi người liền cười phá lên. Lâm Mộng Đình bèn hỏi, anh Mã Sơn, hai người dự định khi nào tổ chức hôn lễ thế? Mã Sơn sờ sờ đầu, chuyện này, vẫn còn sớm, cô ấy là đại tiểu thư của nhà họ cha, ông cụ cha coi cô ấy như viên ngọc quý ở trong tay, điều kiện hiện giờ của anh.
Mã Sơn nói, cũng không thể lấy thứ đồ chơi đó ra để làm sính lễ được. Lý Dục Thần nói, nữ nhỉ trong giang hồ không câu nệ tiểu tiết, em nghĩ ông cụ cha cũng không để ý có sinh lễ hay không đâu. Lâm Mộng Đình lắc đầu nói, Dục Thần, như thế không được đâu. Nhà họ cha là một thế gia quyền quý, dù ông cụ có cởi mở đến đâu thì cũng không thể không màng đến thể diện của gia tộc. Như này đi, chuyện sính lễ cứ để em lo. Dục Thần, ngày mai anh đi cùng em một chuyến đến nhà họ cha cầu thân. Anh không có ý kiến. Lý Dục Thần vừa nói vừa nhìn về phía Mã Sơn. Anh cũng không có ý kiến gì. Mã Sơn lớn tiếng nói, sau đó lại cười ha ha không ngừng. Cha Na Lệ đỏ mặt, trốn sang một bên, nói chuyện cùng với chị Mai. Đến buổi tối, Ngô Đồng Cư ở thành phố Hòa tổ chức tiệc mừng, gần như tất cả bạn của Lý Dục Thần đều đến cả. Trong bữa tiệc, Lý Dục Thần phát hiện Lâm Vân không đến bèn hỏi Nghiêm Tuệ Mẫn, mẹ ơi, Tiểu Vân đâu? Nghiêm Tuệ Mẫn nói, không phải là nghỉ hè rồi sao, nó đi du lịch cùng với Nghiêm Cẩn rồi. Lâm Mộng Đình nói, mẹ, hai người bọn họ chạy ra ngoài mà mẹ cũng yên tâm sao? Nghiêm Tuệ Mẫn nói, có gì mà không yên tâm đâu, không phải lăn trước con lên thủ đô hai người bọn chúng còn bảo vệ con sao? Mẹ biết bản lĩnh của hai đứa nhóc này mà. Xí, thằng nhóc đấy toàn khoác lác với mẹ thôi. Lâm Mộng Đình bèn dùng điện thoại di động gọi cho Lâm Vân nhưng điện thoại lại liên tục thông báo hiện không nắm trong khu vực phủ sóng. Mẹ, bọn họ đi du lịch ở đâu? Shangri-La. Nghiêm Tuệ Mẫn nói, hình như nói nhân tiện đi một chuyến đến Myanmar bên kia để xem có viên đá nào tốt hơn không. Tiểu Vân nói Nghiêm Cẩn đã học Dục Thăn nên biết xem đá. À, Lâm Mộng Đình oán trách nói, mẹ, sao mẹ có thể đồng ý cho bọn nó đi Myanmar? Mẹ có biết nơi đó rất nguy hiểm, có bao nhiêu trẻ em đã bị lừa đi xong không bao giờ trở lại nữa không? Không đến mức đấy chứ, chỉ vì một viên đá mà đánh cược. Nghiêm Tuệ Mẫn cũng trở lên lo lắng bèn đi tìm Lý Dục Thần. Lý Dục Thần suy nghĩ một chút rồi hỏi, có phải sông Mê Công chảy qua đó không? Đúng. Vậy thì không sao đâu. Anh lấy ra một cây sáo xương từ trên người, đưa lên môi rồi thổi nhẹ. Tiếng sáo rền rĩ như một câu thần chú cổ, lẩn vào gió rồi tiêu tán ở bên tai. Người ta thường dùng hai từ hồn và phách để nói cùng nhau nhưng thật ra hồn và phách là hai thứ khác nhau. Hồn ở trong tim. Phách ở trong cơ thể, nếu mất hồn thì thần trí sẽ loạn nhưng nếu phách bị diệt thì người cũng chết. Vì thế Lâm Mộng Đình mất đi hồn vía, trở lên mất trí nhưng vì phách vẫn còn nên cô sẽ không chết. Hồn thuộc âm, phách thuộc dương, nếu muốn hợp nhất hồn phách thì phải điều hòa âm dương. Tối hôm đó, Lý Dục Thần tiếp tục giúp Lâm Mộng Đình củng cố hồn phách, điều hòa âm dương. Trong lúc ngẩn ngơ, anh đã nghe thấy tiếng hát bay bổng vọng đến từ thiên trì xa xôi. Chàng ở phía tây Côn Luân. Thiếp sống ở thiên trì. Hàng năm mong chàng đến, ngày ngày khổ tương tư. Từ biệt chàng 3.000 năm xa cách, hỏi vương mẫu cây đào đã chín chưa? Mặt trời mọc ở Mộc Thăng Cốc, mặt trời lặn ở Ngũ Uyên. Cưỡi cá côn vượt qua Nhược Thủy, ngồi cá giết bơi qua Hoàng Tuyền. Hồn này một đi sẽ không trở lại, hỏi chim xanh bao giờ trở về. Tiếng hát yếu ớt, như khóc như than. Lý Dục Thần đầm chìm trong bài hát, dường như đã nhìn thấy Ô Mộc Thiếp. Đến giờ phút này, anh không biết bản thân là ai hay đang ôm ai ở trong tay. Chỉ còn rèm che thềm ngọc, đêm dài gió mát, trời đất nhàn nhã, trăng sao mờ ảo. Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ, chiếu lên mặt của hai người. Bốn mắt nhìn nhau, hồi lâu vẫn không lên tiếng. Tựa như 3.000 năm băng tuyết cuối cùng cũng hòa tan trong gió xuân, cả căn phòng tràn ngập dư vị hạnh phúc. Không biết cứ như thế được bao lâu. Lâm Mộng Đình đột nhiên cười hì hì một cái rồi nói, mau dậy đi. Còn phải đến thành phố Hải để cầu thân cho anh Mã Sơn nữa đấy. Dường như Lý Dục Thần đột nhiên tỉnh dậy sau mơ màng, anh thở một hơi thật dài, được rồi, chúng ta đi thành phố Hải. Nhưng mà, cầu thân cũng phải chuẩn bị một chút quà cáp, em nghĩ xong rồi sao? Lâm Mộng Đình nói, cái này đơn giản, ông cụ cha giỏi thư họa và đồ hội họa. Cứ để lão hầu chọn một hoặc hai món đồ từ căn nhà của họ Lý ở thủ đô rồi mang nó đến đây. Cầu thân cho anh Mã Sơn, em nghĩ người làm anh em như anh cũng sẽ không keo kiệt đến mức đó đâu nhỉ. Lý Dục Thần cười ha ha rồi nói, vì chuyện chung thân đại sự của anh Mã Sơn, đừng nói là một món đồ cổ tranh chữ, cho dù dọn sạch nhà của anh cũng được trừ vợ anh ra thì anh đều không tiếc. Nói xong bèn nhào đến ôm hôn cô. Lâm Mộng Đình vừa né tránh, vừa cười khanh khách nghênh đón anh. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, truyền đến giọng nói của Nghiêm Tuệ Mẫn,
Mộng Đình, Dục Thần, các con dậy rồi sao? Hai người vội vàng tách ra, nhanh chóng mặc quần áo. Lâm Mộng Đình đi mở cửa, nói, mẹ, mẹ đến gọi sớm như thế có chuyện gì sao? Trong tay Nghiêm Tuệ Mẫn bưng một bát canh, nói, vẫn còn sớm à? Mặt trời chiếu đến tận mông rồi, mẹ hầm cho các con một nồi canh bổ lâm, uống nhanh đi kẻo nguội. Lâm Mộng Đình bèn đưa tay nhận lấy bát canh, nhưng lại bị Nghiêm Tuệ Mẫn gạt mờ u bàn tay của cô. Ra, nói, đi, 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 bát này là của Dục Thần. Của con ở trong bếp ấy, tự đi lấy mà uống. À, mẹ, mẹ thiên vị quá rồi đấy. Thiên vị cái gì hả, không phải mấy ngày đầu óc con không tỉnh táo đều là do mẹ chăm sóc con sao? Dục Thần giúp con hoàn hồn, vừa phải làm phép lại vừa phải làm những cái khác, mệt lắm. Nói xong liền đi vào phòng, bỏ lại Lâm Mộng Đình ở phía sau. Nào, con rể ngoan, uống nhân lúc còn nóng, mẹ đút cho con uống. Lý Dục Thần nhún vai nhìn Lâm Mộng Đình, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ lại vừa có chút đắc ý, bắt đầu uống canh do mẹ vợ đút. Lâm Mộng Đình trừng mắt nhìn anh, vô sỉ. Sau đó lắc đầu, thở dài rồi tự mình đi vào bếp tìm canh để uống. Buổi chiều, Ân Oanh đã mang quà cáp do Hầu Thất Quý chọn đến thành phố Hòa. Hầu Thất Quý đã sớm gọi điện cho Lý Dục Thần để nói về chuyện này. Vốn đi ông ta muốn để sư phụ Vinh mang đến. Bởi vì Lý Dục Thần không ở thủ đô, căn nhà của họ Lý cũng không có yến tiệc gì, cho nên cũng không cần sư phụ Vinh đích thân xuống bếp. Đúng lúc Mã Sơn thành thân, nói không chừng sẽ cần đến ông ta. Nhưng ông chủ Vương lại chủ động xin đi, nói rằng căn nhà của họ Lý không thể một ngày không có đầu bếp, ngược lại bản thân ông ấy lại nhàn rồi cả ngày, và Lý A Tứ cũng có thể xử lý được công việc giữ gìn an ninh của căn nhà của họ Lý hiện giờ. Sư phụ Vinh vừa nghe xong đã không chịu đồng ý, nói rằng ông chủ Vương muốn nhân ông ta không có ở đó, rồi tư thông với chị Mai bở nhà đi. Hai người gây nhau ở sau bếp, còn lôi cả Thiết Sa Trưởng với chỉ Gian Nhãn để giao lưu với nhau, nếu không có Ân Oanh ở đó thì hai người bọn họ sẽ thật sự đánh nhau mất. Cuối cùng Hầu Thất Quý cũng đưa ra quyết định, hai người đều không được đi, Ân Oanh đi đi. Còn tưởng rằng hai con hàng này vẫn muốn gây chuyện nhưng kết quả hai người bọn họ một lời cũng không nói, cười hi hi ha ha rồi rời đi. Hầu Thất Quý nói với Lý Dục Thần, công tử, cuối cùng tôi cũng hiểu rồi, cậu tách chị Mai ra khỏi hai con hàng này là đúng. Hai người này chính là một đôi của nhà họ Lý, sống không phân ra, chết chẳng phân mộ. Lý Dục Thần cười ha ha thật lớn. Sau khi có quả biếu, Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình liền đến thành phố Hải, đi cùng còn có ông hai nhà họ Phùng. Thế gia đại tộc có nhiều quy củ, muốn đến cửa cầu thân phải có một người làm mối, thân phận của Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình đều không thể làm mối, cho nên đã mời ông hai Phùng. Vốn dĩ Mã Sơn có ý mời Châu Na, dẫu sao trong một khoảng thời gian dài, Châu Na cũng là chị chủ của anh ta và cũng là bá nhạc của anh ta. Nếu như không có Châu Na thì Mã Sơn vẫn sẽ chỉ là một tên côn đồ nhỏ bé. Mã Sơn đến quán Ba Lam Kiều để tìm Châu Na. Sau khi nghe xong thỉnh cầu của Mã Sơn, Châu Na tự rót cho bản thân và Mã Sơn một ly rượu vang đỏ rồi nói, chúc mừng cậu nha, tôi đã sớm nói cậu là một người có tài mà, cuối cùng cũng sắp cưới đại tiểu thư của hào môn rồi. Nào, cạn ly. Chị Na. Mã Sơn luôn cảm thấy trong lời nói của Châu Na có mùi vị chua chát. Anh ta là một người thô lỗ nhưng không hề ngu ngốc. Anh ta nâng ly rượu lên rồi uống một hơi cạn sạch. Chị Na, lời nói đều ở trong rượu rồi, tình nghĩa chị dành cho em, cả đời này em đều không thể báo đáp hết. Chị là chị gái của em, vĩnh viễn là chị gái của em. Châu Na lắc lư ly rượu, rượu lắc lư trong ly phản chiếu thân ảnh của chị ta. Chị ta biết bản thân chỉ là một người con gái bạc mệnh, cũng giống như cái bóng trong chiếc ly này. Vẻ bên ngoài tươi sáng nhưng tâm hồn lại vặn vẹo, bị đong đưa ở trong vòng xoáy của vận mệnh. Một khi vận mệnh buông bỏ, ly rượu rơi xuống đất, hết thảy đều sẽ vỡ vụn. Chị ta thở dài, mỉm cười rồi uống cạn rượu ở trong ly. Người cậu cưới là đại tiểu thư của nhà họ Cha, tôi không đủ tư cách để làm người mai mối, cậu đi tìm chú Minh đi, nhất định anh ấy sẽ sẵn lòng. Mã Sơn nhìn Châu Na, anh ta muốn nói gì đó nhưng lời nói lại nghẹn lại ở trong cổ họng. Trung Quy vẫn không thể nói ra được, cuối cùng chỉ nói hai từ cảm ơn rồi quay người rời đi. Phùng Thiên Minh làm nghề mai mối, nếu là người khác đưa ra yêu cầu này, nhất định ông ta sẽ từ chối. Dù gì nhà họ Phùng và nhà họ Cha có một chút ân oán. Nhưng vừa nghe nói Mã Sơn muốn cưới Cha Na Lệ, Phùng Thiên Minh đã lập tức đồng ý. Đừng nói để ông ta làm người mai mối,
cho dù bảo ông ta đi Tân Bốc Nịnh Hót thì ông ta cũng sẵn lòng. Mã Sơn là ai? Là anh em của Lý Dục Thần. Phùng Thiên Minh là một trong những người đầu tiên quen biết và làm việc cùng Lý Dục Thần. Ông ta biết rất rõ, trên người Lý Dục Thần có hai cái vảy ngược không thể chạm vào, một người là Đinh Hương, còn một người khác chính là Mã Sơn. Nhà họ Phan ở thành phố Long lợi hại đúng chứ, không biết xui rủi thế nào mà lại đánh Mã Sơn, còn chơi đốt đèn trời, sau đó thì tốt rồi, nhà họ Phan ở thành phố Long biến mất luôn. Phùng Thiên Minh vui mừng khôn xiết, đi theo Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình đến thành phố Hải. Tại nhà họ cha, ngoài gia chủ của nhà họ cha là ông cụ cha Võ Anh, còn gặp được một nhân vật quan trọng khác của nhà họ cha bằng cha Nhĩ Tây ở Nam Dương. Đối với chuyện cầu thân, cha Vũ Anh không hề phản đối nhưng cũng không hề đồng ý với Mã Sơn. Theo lý mà nói, thời đại đã thay đổi, người lớn như chúng ta không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện của con trẻ. Nhưng chẳng qua Na Lệ đã đến Nam Dương từ nhỏ, bái lạy ở trước cửa của Mã Thần Nữ, hôn sự của con bé không thể hoàn toàn do chúng ta làm chủ, cũng cần phải nghe ý kiến của sư phụ con bé nữa. Cha Nhĩ Tây bổ sung thêm, nói, đúng vậy, Na Lệ là đệ tử bế quan của Mã Thần Nữ, được coi như con ruột mà đối đãi, công sức thần nữ dành cho Na Lệ, chỉ sợ còn nhiều hơn cả những người làm người thân như chúng tôi. Không giấu gì Lý công tử, không ít những nhà quyền quý, giàu có ở Nam Dương đều đến cầu thân dù là ở trong tối hay ngoài sáng nhưng đều đã bị nữ thần từ chối. Thần nữ nói rằng, Na Lệ trời sinh đoan trang, xinh đẹp, muốn chọn con rể. Ngoài tài sản địa vị thì bản thân người đó còn phải là một người có phong thái xuất chúng mới được. Trên mặt cha Nhĩ Tây đầy vẻ tươi cười, giọng điệu nghe có vẻ vừa chân thành lại có lỗi. Tôi mới vừa từ Nam Dương đến, hôm qua vẫn còn nói chuyện với thần nữ về chuyện hôn sự của Na Lệ, bà ấy nói bà ấy đã sớm cân nhắc rồi, chẳng qua là vì hiện giờ Na Lệ vẫn còn nhỏ mà thôi. Vì thế, Lý Dục Thần vốn còn thấy ông ta nói có lý nhưng câu cuối cùng này vừa bổ sung vào. Anh lập tức biết ông ta đang nói nhảm. Pháp Đế Mã đã đi rồi, tuy không nói rõ nhưng xem ra là đi tìm nhị sư huynh, thậm chí còn giao lệnh thần nữ cho cha Na Lệ. Hơn nữa hôm đó bà ta nhìn thấy Mã Sơn và cha Na Lệ ở bên nhau mà cũng không lên tiếng phản đối, chứng tỏ bà ta đã ngầm đồng ý, ít nhất là không can thiệp vào. Cha Nhĩ Tây đem Pháp Đế Mã ra nói, xem ra là rất không hài lòng với Mã Sơn. Lý Dục Thần cười lạnh. Ông cha cảm thấy người anh em của tôi không xứng với nhà họ cha các ông sao? Cha Nhĩ Tây cười gượng, công tử Lý đừng hiểu lầm, tôi đã nói là thần nữ. Đừng lấy thần nữ ra dọa tôi. Giọng nói của Lý Dục Thần đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Cha Nhĩ Tây hơi xấu hổ, cũng có hơi tức giận. Công tử Lý, tôi biết anh rất lợi hại, anh đi Nam. Dương một chuyến mà đã trấn áp được các ông trùm ở Hương Giang, Hào Giang. Có lẽ cậu chỉ cần lật tay là có thể khiến gia tộc chúng tôi diệt vong nhưng lẽ nào? Cậu muốn dùng cách này để ép buộc chúng tôi sao? Như vậy thì khác gì bắt cóc? Lý Dục Thần sửng sốt, tên này đúng là quyết tâm. Không để cha Na Lệ gả cho Mã Sơn mà. Cha Nhĩ Tây. Cha Võ Anh vội vàng lên tiếng quát ngưng lại. Ông ta đã từng thấy sự lợi hại của Lý Dục Thần, vốn định đồng ý cuộc hôn sự này, dù sao Na Lệ cũng thích gả cho người anh em của Lý Dục Thần. Cũng không có gì không tốt đối với nhà họ cha. Nhưng cha Nhĩ Tây phản đối, hơn nữa còn nhắc đến sư phụ của cha Na Lệ là Mã Thần Nữ khiến cha Võ Anh cũng do dự. Nghĩ đến Mã Sơn chỉ là một tên thô lỗ, tuy có Lý Dục Thần chống lưng nhưng nếu muốn xứng với con gái mình thì vẫn thấy hơi kém. Ông ta sợ cha Nhĩ Tây nói thắng quá sẽ không còn đường lui, đắc tội với Lý Dục Thần thì sau này nhà họ cha sẽ không dễ sống. Công tử Lý, thật ra bọn tôi nói gì cũng bằng thừa. Chuyện của người trẻ tuổi, cứ để người trẻ tuổi tự quyết. Định, chỉ cần con bé không phản đối thì chúng tí cũng vui vẻ chấp nhận. Chỉ là sư phụ của con bé, dù sao cũng phải báo lại cho bà ấy một tiếng. Lý Dục Thần thầm nghĩ, Pháp Đế Mã rất có thể đã đến biển Trầm Quang rồi, ông đi báo lại ở đâu đây? Anh đang định nói thì Lâm Mộng Đình nhẹ nhàng nằm lấy tay anh, ngăn anh lại. Gia chủ nhà họ cha, Lâm Mộng Đình mỉm cười tôi biết. Thần nữ của Đại Mã có thân phận đặc biệt, đệ tử quan môn của bà ấy ít nhiều cũng phải môn đăng hộ đối mới được. Có phải các ông thấy anh Mã Sơn chúng tôi là trẻ mồ côi, không có gia thế, không xứng với các ông không? Cha Nhĩ Tây hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Cha Võ Anh cười gượng, cũng không phải ý đó. Ông ta nói không phải ý đó nhưng lại không nói tiếp thì nói trắng ra vẫn là ý đó. Thực ra nếu Lý Dục Thần muốn cưới cha Na Lệ, nhà họ cha đã đồng ý từ lâu rồi nhưng Mã Sơn thì khác,
anh ta là anh em của Lý Dục Thần nhưng cũng không phải là anh em ruột, ai biết được tương lai sẽ thế nào. Trong mắt bọn họ, Mã Sơn chỉ là một tay sai của nhà họ Lý mà thôi. Bây giờ thì đẹp mặt, biết đâu ngày nào đó bị người ta đánh chết, giữ được cái xác toàn thây đã là tốt lắm rồi. Ông ta nào ngờ rằng bây giờ Mã Sơn hồn đèn nhập thể với huyết mạch Trúc Long, là Long Trương Phượng Triện thật rồi. Con người ta ấy mà, chung quy vẫn phải ổn định mới được, đánh giết không phải là kế sách lâu dài cha Võ Anh nói. Lúc này Lý Dục Thần mới hiểu ý của nhà họ cha, quanh co lòng vòng mãi vẫn là chê anh Mã Sơn là một tên côn đồ. Thấy Lâm Mộng Đình cười tươi như hoa, anh mới biết cô đã nhìn thấu tâm tư của cha Võ Anh từ lâu, anh không khỏi cảm thán, nói về việc hiểu người biết lòng, thì người vợ từ nhỏ đã sống trong gia đình quyền quý của anh rất lợi hại. Có lẽ anh cha Nhĩ Tây chưa biết, anh Mã Sơn là phó tổng giám đốc của tập đoàn kinh lý chúng tôi đấy. Lâm Mộng Đình liếc nhìn Lý Dục Thần, mang theo ý dò hỏi. Bây giờ Mã Sơn đương nhiên không phải là phó tổng giám đốc, nhưng đây chỉ là chuyện Lý Dục Thần nói một câu Lang Dụ Văn sẽ đồng ý ngay. Cha Võ Anh có hơi bất ngờ nói, ô, sao tôi lại chưa từng nghe nói nhỉ? Cha Nhĩ Tây nói, anh cả, phó tổng giám đốc chỉ là một cái tên ảo, công tử Lý là ông chủ, chỉ định một phó tổng giám đốc còn không dễ sao. Lâm Mộng Đình cười nói, phó tổng giám đốc là tên ảo nhưng anh Mã Sơn vẫn là tổng giám đốc công y Nam Dương của tập đoàn kinh lý chúng tôi, cái này thì không phải là tên ảo rồi. Cái gì, cha Nhĩ Tây kinh ngạc nói, tập đoàn kinh lý của các người thành lập công ty ở Nam Dương từ bao giờ vậy? Lý Dục Thần cuối cùng cũng hiểu ý của Lâm Mộng Đình, trong lòng thầm giơ ngón tay cái, đây quả nhiên là một sự sắp xếp tuyệt vời. Anh lấy điện thoại ra, gọi cho ông trùm sòng bạc Hào Giang và bật loa ngoài ngay tại chỗ. Khi giọng nói già nua nhưng có chút kích động của Hà Gia Sương truyền đến từ điện thoại, anh em nhà họ cha đều vô cùng kinh ngạc. Alo, công tử Lý, là cậu sao? Là tôi, lão Lý, sức khỏe vẫn tốt chứ? Nhờ phúc của công tử Lý, cái thân già này của tôi còn có thể chống đỡ thêm vài năm nữa. À đúng rồi, công tử Lý, tôi đã cho người sắp xếp xong hết tài sản của tất cả các sòng bạc và khu vui chơi giải trí ở Hào Giang rồi, chờ cậu đến tiếp quản bất cứ lúc nào. Lý Dục Thần cười nói, được, lão Hà, tôi định thành lập một công ty ở Nam Dương, để anh Mã Sơn làm tổng giám đốc, chuyện ở Hào Giang thì đợi anh Mã Sơn đến rồi hãy nói sau. Là Mã Sơn sao? Ha ha ha, Hà Gia Sương cười ha ha, được, thằng nhóc Mã Sơn này rất hợp ý tôi thích. Tôi chờ nó đến Hào Giang, sau này, một nửa Hào Giang là của nó, tôi già rồi, nó chính là ông trùm sòng bạc mới của Hào Giang. Khi nói xong câu này, nhãn cầu của cha Võ Anh và cha Nhĩ Tây suýt rơi ra ngoài. Thế là thành ông trùm mới của sòng bạc rồi sao? Hợp tác với hai anh em các người đi Hào Giang chơi một chuyến là có thể vượt qua mấy chục năm phấn đấu của người ta rồi. Tập đoàn Las Vegas đã mất hơn 10 năm, dùng đến hàng nghìn tỷ đô la Mỹ, cũng không thể lay chuyển được địa vị của Hà Gia Sương, anh cử Mã Sơn đi làm giám đốc công ty chỉ nhánh ở Nam Dương là anh ta thành ông trùm sòng bạc rồi sao? Lý Dục Thần cười ha ha, nói, lão Hà, tôi còn có một yêu cầu hơi quá đáng. Công tử Lý không căn khách sáo, cậu cứ nói. Ông là ông trùm ở Hào Giang, anh Mã Sơn của tôi đến Hào Giang, mọi người chưa chắc đã phục anh ấy, dù sao cũng phải có một thân phận. Hơn nữa, anh ấy sắp kết hôn rồi, đối phương là nhà họ cha ở Nam Dương, chắc là lão Hà cũng biết. Anh Mã Sơn từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, lúc kết hôn, không có bố mẹ người thân, nói chung là không tốt làm. Lão Hà, con cháu ông Đông. Nếu không chê thì nhận anh Mã Sơn làm con nuôi đi, sau này đến Hào Giang, nói ra cũng dễ nghe hơn. Được, giọng nói của Hà Gia Sương nghe rất kích động, sao tôi có thể chê chứ, ngược lại là tôi được nhờ rồi. Nhà họ cha dễ phục lắm, tôi sẽ gọi điện cho cha Nhĩ Tây ngay, sau này chính là thông gia rồi, ha ha ha. Lý Dục Thần cúp điện thoại, nhìn cha Võ Anh và cha Nhĩ Tây mà không nói gì thêm. Cha Nhĩ Tây vô cùng kinh ngạc, vô thức đưa tay vào túi. Vừa sờ thấy điện thoại thì điện thoại đã reo lên. Ông ta lấy điện thoại ra, nhìn số xong kích động hẳn lên. Ông ta là chủ tịch hội hoa thương ở Nam Dương, có chút địa vị trong giới thương gia Nam Dương nhưng so với Hà Gia Sương thì kém xa. Lúc trước khi cha Na Lệ gọi điện bảo ông ta cứu Mã Sơn, ông ta còn không dám gọi điện cầu xin Hà Gia Sương. Bây giờ Hà Gia Sương lại chủ động gọi điện đến thật. Cha Nhĩ Tây hơi run rẩy nghe điện thoại, gọi một tiếng lão Hà. Sau đó cứ hừ hừ ha ha đáp lại, nụ cười trên mặt càng lúc càng tươi, cuối cùng cười thành một đóa hoa.
Sau khi cúp điện thoại, ông ta có chút ngượng ngùng nhìn Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình. Ông cha, nào, chuyện hôn sự này ông thấy được chứ? Không, không vấn đề gì. Tôi đồng ý, cha Nhĩ Tây không chút do dự mà đồng ý ngay. Ngược lại là cha Võ Anh cau mày, cảm thấy thái độ của anh trai mình thay đổi quá nhanh, mất hết phong độ. Nhưng ông ta vốn không phản đối, nếu cha Nhĩ Tây đã đồng ý thì đương nhiên ông ta cũng cam chịu. Lý Dục Thần lại hỏi, có căn liên lạc với Mã Thần Nữ nữa không, hỏi ý kiến của bà ấy. Không, không cần, cha Nhĩ Tây cười nói, sư phụ là sư phụ, cha là cha, hôn nhân vẫn nên do gia đình quyết định. Lý Dục Thần mỉm cười, không nói gì nữa. Thế giới này quá thực tế. Nhưng nghĩ ngược lại, có lẽ cha Nhĩ Tây không sai, nếu mình không phải là tu sĩ, nếu Mã Sơn không có cơ duyên hồn đèn nhập thể, vậy thì chuyện hôn sự này có thực sự tốt không? Có lẽ sẽ không tồn tại, bởi vì vốn dĩ sẽ không có chuyện hôn sự này. Chuyện này coi như đã thương lượng ổn thỏa. Mã Sơn cũng coi như là quả đen hóa phượng hoàng, từ một tên lưu manh lập tức biến thành phó tổng giám đốc tập đoàn kinh lý. Tổng giám đốc tập đoàn kinh lý ở Nam Dương, trở thành nhân vật số 2 ở Hào Giang. Mã Sơn và cha Na Lệ biết được tin này đều rất vui mừng. Đặc biệt là cha Na Lệ, từ nhỏ đã sống ở Nam Dương, nếu thực sự trở về thì còn chưa thích ứng được. Huống hồ sư phụ đã trao lệnh thần nữ cho cô ta rồi, nếu sư phụ không trở về, sớm muộn gì cô ta cũng phải tiếp quản Huyền Hàng Môn. Mã Sơn có chút không nỡ rời khỏi thành phố Hòa nhưng được ở bên cha Na Lệ. Anh ta cũng chẳng còn lưu luyến gì nữa. Huống hồ việc làm ăn ở Nam Dương rất quan. Trọng đối với sự phục hưng của nhà họ Lý, bên đó rất cần một người đáng tin cậy, Mã Sơn là người thích hợp nhất. Anh ta đã tham gia toàn bộ quá trình cờ bạc xa hoa ở Hào Giang, cũng đã gây dựng được uy tín ở Hào Giang và Hương Giang, thậm chí nhiều người còn cho rằng Lý Dục Thần vì có cao thủ như anh ta bên cạnh nên mới không sợ gì cả. Ông trùm cờ bạc Hà Gia Sương và ông trùm Hồng Môn Nguyễn Hướng Đông đều có ấn tượng rất tốt về anh ta, cộng thêm có cha Na Lệ là người vợ hiền, anh ta đến Nam Dương chắc chắn sẽ như rồng gặp nước. Nếu như trước đây, Lý Dục Thần chắc chắn sẽ không yên tâm nhưng Mã Sơn bây giờ đã có cửu âm trúc long dung nhập vào cơ thể, cho nên thể xác và hồn phách đều mạnh hơn người thường. Hơn nữa có cha Na Lệ, tức là có thể sử dụng cả nhà họ cha ở Nam Dương và toàn bộ Huyền Hàng Môn. Đến Nam Dương phát triển với điều kiện như vậy thì ngay cả Lý Dục Thần đích thân đi cũng chưa chắc đã làm tốt hơn anh ta. Điều duy nhất khiến Mã Sơn không nỡ rời xa chính là Đinh Hương. Ba người bọn họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình cảm như anh em ruột nhưng dù sao Lý Dục Thần cũng đã biến mất 13 năm, còn Mã Sơn và Đinh Hương thực sự nương tựa vào nhau như anh em ruột thịt vậy. Dục Thần, sau này nhờ em chăm sóc Đinh Hương, Mã Sơn có chút buồn bã nói, anh biết em có bản lĩnh. Nói những lời này thực ra đều là vô nghĩa. Nhưng chúng ta chỉ có một đứa em gái này, dù em có bận rộn đến mấy, có nhiều việc đến mấy, cũng phải thường xuyên đến thăm nó, chăm sóc nó cho tốt nhé. Lý Dục Thần nghiêm túc gật đầu, anh Mã Sơn, anh yên tâm đi, ngay cả khi mất mạng, em cũng sẽ bảo vệ Đinh Hương. Lâm Mộng Đình cười nói, hai người làm gì vậy, làm như sinh ly tử biệt vậy, anh Mã Sơn, anh chỉ đến Nam Dương thôi mà, đi máy bay nửa ngày là về đến nơi rồi. Mã Sơn cười ha ha, anh vẫn là chiếu mới chưa từng trải mà, ha ha ha. Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình bỏ tiền mua một căn biệt thự ở thành phố Hòa làm nhà tân hôn cho Mã Sơn. Hà Gia Sương cử người từ Hào Giang đến Hải Thành, đưa cho nhà họ cha 2 tỷ, nói là tiền sính lễ đón dâu cho con nuôi Mã Sơn. Nhà họ cha thì lấy một mảnh đất ở Nam Dương, cộng thêm một chiếc du thuyền lái đến Hào Giang, coi như là của hồi môn của cha Na Lệ. Những thứ này cuối cùng tất nhiên đều rơi vào túi Mã Sơn và cha Na Lệ. Theo phong tục của người thành phố Hòa, hai bên phải đến Thiên Tinh Quan để cầu một quẻ nhân duyên, xem ngày tháng năm sinh có hợp nhau không. Tất nhiên đây chỉ là hình thức, ai dám nói ngày tháng năm sinh của hai người này không hợp. Trương Đạo Viễn của Thiên Tinh Quan đương nhiên không dám. Đừng nói đến Trương Đạo Viễn, ngay cả đến Long Hổ Sơn tìm Trương Thiên Sư cũng không dám nói như vậy. Đây chính là anh em của Tiên Sứ Thiên Đô. Việc cầu quẻ này đương nhiên không phải do người trong cuộc đi, mà là do người nhà của hai bên tự đi. Người nhà của Mã Sơn, tất nhiên là Lý Dục Thần và Đinh Hương đại diện. Khi họ đến Thiên Tinh Quan, Trương Đạo Viễn đang dựng giá ba chân cho cây đại thụ mới trồng trong sân. Đạo trưởng Trương, ông đang làm gì vậy? Dục Thần chào hỏi. Trương Đạo Viễn thấy Lý Dục Thần đến thì vội vàng trèo xuống khỏi cây, chỉ vào thanh sắt chống đỡ ra cố một chút. Không phải là bão từ Khanun sắp đến rồi sao?
Sau đó ông ta vỗ tay, cung kính hành lễ, tiểu đạo trương đạo viễn cung nghênh thượng tiên giá lâm. Lý Dục Thần khoát tay nói, đây là thế tục, đừng động chút là thượng tiên nữa. Vâng, công tử Lý. Trương đạo viễn đổi cách xưng hô, nghênh đón Lý Dục Thần vào trong, đối diện với sân nhà ngói mới xây, ông ta không khỏi đắc ý nói thiên tinh quan mới xây, chưa đầy nửa tháng đã hoàn thành. Theo lệnh của cậu, từng viên gạch từng viên ngói ở đây đều do chính tay tôi dựng lên, từng cây hoa từng ngọn cỏ đều do chính tay tôi di chuyển. Mời công tử Lý nghiệm thu chỉ điểm. Lý Dục Thần đã sớm chú ý đến, thiên tinh quan mới xây này có diện tích lớn hơn trước, đặc biệt là cách bố trí, dẫn thanh long, vượt bạch hổ, khí thế phi phàm, cây cối trồng trước sau nhà tạo thành trận pháp bảo vệ. Không tệ, không tệ. Đạo trưởng Trương, tu vi của ông tiến triển rất nhiều rồi, Lý Dục Thần khen ngợi. Đều nhờ công tử Lý chỉ điểm. Trương đạo viễn nói, đây cũng là lần thứ hai tôi xây dựng lại thiên tinh quan, mới ngộ ra được dụng ý dụng tâm của công tử. Sửa sang lại đạo quan, kỳ thực cũng giống với việc tái tạo thân người. Chúng ta tu hành chính là trong quá trình thiên trùy bách luyện, tái tạo thân tâm và hồn phách của chúng ta. Trước đây tôi tự cho rằng mình có chút thiên phú nên khi tu hành thì thường lười biếng, thích đi đường tắt. Bây giờ mới biết, việc xây dựng đại sự, toàn bộ đều ở chỗ dụng tâm, từng viên gạch từng viên ngói đều không được sai sót. Càng tỉ mi chính xác thì nhà có thể xây càng cao, nếu tùy tiện thì chưa xây được mấy tầng đã sụp đổ. Lý Dục Thần cười ha ha, đây cũng là do tính ngộ giác của đạo trưởng Trương cao. Khoảng thời gian này sửa nhà, ông cũng vất vả rồi. Tôi có một bộ công pháp dưỡng sinh ở đây, có thể nuôi dưỡng linh điền, nếu đạo trưởng không chê thì cứ lấy về chơi. Trương đạo viễn vô cùng kích động. Đây chính là đại sứ thiên đô mài. Đối với thượng tiên mà nói là công pháp dưỡng sinh, đối với ông ta mà nói thì đó chính là tiên quyển bảo lục. Thượng tiên nói lấy về chơi, ông ta nào dám chơi, đó là phải dụng tâm ngộ ra được thì có thể ít đi mấy chục năm đường vòng. Một luồng thần niệm truyền vào nê hoàn của Trương đạo viễn. Ta thấy phong thủy ở đây không tệ, mấy bộ trận pháp bình thường này cũng tiện thể truyền cho ngươi luôn. Đa tạ thượng tiên. Trương đạo viễn suýt chút nữa thì quỳ xuống. Đây đâu phải là trận pháp bình thường. Đây đúng, là vô cùng huyền diệu, trận pháp trong báu vật thiên sư bí truyền của phủ thiên sư phủ e rằng cũng chỉ như vậy. Hơn nửa năm nay, xây nhà hai lần, tuy vất vả nhưng cũng đáng. Tôi đã nói với ông rồi, đừng gọi tôi là thượng tiên nữa, Lý Dục Thần nói. Hôm nay ông mới là đạo trưởng, tôi đến để xin sâm. Trương đạo viễn sửng sốt, xin sâm. Đúng vậy, cầu cho anh em Mã Sơn của tôi một quẻ nhân duyên. Trương đạo viễn nghe xong hiểu ngay, lập tức vào điện, bày biện đồ cầu quẻ ra, thắp hương khấn vái trước tượng tổ sư. Trương đạo viễn đưa ống đựng quẻ cho Lý Dục Thần. Nếu Lý Dục Thần bốc quẻ thì quá coi thường tượng thần trong đại điện này rồi, vì vậy anh đưa ống đựng quẻ cho Đinh Hương. Đừng dùng pháp lực, anh dặn dò. Đinh Hương nhận lấy ống đựng quẻ, nằm trong tay, rất nghiêm túc cầu nguyện thầm trong lòng một hồi, sau đó cô ấy lắc ống đựng quẻ. Quẻ tre trong ống tre kêu lạch cạch nhưng không rơi ta. Lý Dục Thần không khỏi nghĩ ngờ liệu quẻ của Trương đạo viễn có vấn đề gì không. Nhưng vì tôn trọng thiên sư đạo tổ sư và nghi lễ nên anh không dùng thần niệm để dò xét. Chán Trương đạo viễn toát mồ hôi thêm. Đây là đơn hàng đầu tiên sau khi thiên tinh quan mới xây dựng xong. Lại còn là thượng tiên thiên đô đích thân đến, tương đương với việc nghiệm thu công trình. Quẻ linh hay không linh còn ở thứ yếu, mấu chốt là ông ta phải xuất hàng. Điều này giống như chơi trò chơi vậy, bạn đã tích đủ tiền vàng, nhấn nút quay thưởng thì mạng bị lác. Giống như nhà đầu tư bán nhà đã trả tiền đặt cọc, đã trả tiền vay nhưng lại bỏ dở. Trương đạo viễn vô cùng bực bội, quẻ này là ông ta mới mua, để tiết kiệm vài đồng. Ông ta đã ngồi canh livestream trên mộ âm hơn nửa tiếng mới mua được một bộ đang giảm giá. Người phát trực tiếp đó cũng là một đạo sĩ, ông ta nói rất nhiều, nói rằng quẻ này tốt và linh lắm. Toàn bộ thiên tinh quan được xây dựng lại, tất cả mọi thứ ông ta đều chăm chút, nguồn hàng được kiểm tra tới kiểm tra lui, tay nghề được thử đi thử lại, chỉ có một thùng quẻ này là mua hơi tùy tiện. Nhưng vấn đề lại xảy ra trước mắt thượng tiên thì mất mặt quá. Đang lúc Trương đạo viễn lo lắng thì bỗng nghe thấy tiếng bịch, cuối cùng cũng có một quẻ rơi ra khỏi ống đựng quẻ, rơi xuống đất. Vừa thở phào nhẹ nhõm, nhìn xuống đất, mồ hôi rên trán ông ta chảy ra như thác. Chỉ thấy quẻ trên mặt đất lại bị gãy làm đôi. Trong lòng Trương đạo viễn có cả vạn con ngựa đang phi nước đại trên thảo nguyên, lúc này ông ta chỉ có một suy nghĩ,
đó là lôi tên đạo sĩ phát trực tiếp bắn quẻ đó ra rồi ném vào thảo nguyên mà cả vạn con ngựa đang chạy kia. Ninh Hương nâng ống đựng quẻ lên, không biết có nên nhặt quẻ trên đất không, cô ấy nhìn Lý Dục Thần. Lý Dục Thần cau mày lại. Đây là điểm xấu. Vừa rồi để tỏ lòng tôn trọng, cũng vì anh Mã Sơn là người thân của anh nên anh đã không xem trộm cơ. Cái gọi là quan tâm thì loạn, anh sợ xem trộm thiên cơ sẽ làm loạn nhân duyên, sai lệch hình ảnh. Anh đã nghĩ đến kết quả tệ nhất là quẻ hạ hạ nhưng không ngờ quẻ lại gãy mất. Lúc này xem trộm thiên cơ đã không kịp nữa rồi. Bởi vì thiên cơ chỉ hiện ra trong khoảnh khắc đó thôi. Điều khiến Lý Dục Thần thấy kỳ lạ là anh đã ở bên cạnh suốt quá trình Mã Sơn và Cha Na Lệ quen biết nhau, anh không thấy có gì không ổn. Hơn nữa, sư phụ của Cha Na Lệ là nữ thần Pháp Đế Mã rõ ràng cũng không thấy có gì không ổn, nếu không thì bà ta nhất định sẽ phản. Tu vi của Pháp Đế Mã rất cao, cao bao nhiêu thì anh không rõ nhưng dám đến biển Trầm Quang tìm nhị sư huynh thì chứng tỏ ít nhất bà ta cũng có năng lực này. Bọn họ đều không cảm thấy gì, tại sao bây giờ lại xuất hiện quẻ gãy? Lý Dục Thần nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Đinh Hương, đột nhiên trong lòng anh chấn động. Chẳng lẽ vấn đề nằm ở Đinh Hương? Quẻ này là do Đinh Hương cầu, những người liên quan đến thiên đạo ở đây, ngoài Mã Sơn và Cha Na Lệ ra thì chỉ có Đinh Hương. Lý Dục Thần ngồi xổm xuống, nhặt quẻ gãy trên đất lên. Quẻ gãy làm đôi, chữ trên đó cũng gãy làm đôi. Nửa trên viết, lát nướng, sở cùng cúng. Nửa dưới viết, dương táo, sở độc cúng. Lý Dục Thần không hiểu quẻ văn có nghĩa là gì nên anh đưa cho Trương Đạo Viễn bên cạnh, đạo trưởng Trương, ông giải quẻ đi. Trương Đạo Viễn căng thẳng muốn chết, bảo ông ta giải quẻ chẳng khá gì bảo ông đi thi vậy. Giải thế nào đây? Tất nhiên là nói tốt rồi, quẻ đã gãy, chẳng lẽ còn nói xấu sao? Ông ta nhận lấy quẻ, nhìn thoáng qua rồi nói, công tử Lý, quẻ văn này trong quẻ nhân duyên, thuộc quẻ thượng, xuất phát từ mạnh tử, đổi thành nhân duyên thì có nghĩa là, mỗi người đều có sở thích của riêng mình, không thể dùng ánh mắt của mọi người để đánh giá tốt xấu về nhân duyên của người khác, tốt hay không chỉ có bản thân mình biết. Nhưng bây giờ quẻ gãy làm đôi. Trương Đạo Viễn dừng lại một chút để nuốt nước bọt, à, vậy thì từ quẻ thượng, biến thành quẻ thượng thượng rồi. Cậu xem này lát nướng, sở cùng cũng gãy mất ở đây nên chỉ còn lại dương táo, sở độc cũng, có nghĩa là đối với tình yêu có sự yêu chiều duy nhất, vứt bỏ mọi ánh mắt thế tục, đây là tình yêu không tầm thường sánh ngang với bạch xà hứa tiên. Ninh Hương vốn đang căng thẳng lắng nghe, lo lắng quẻ mình cầu sẽ làm hỏng nhân duyên của anh Mã Sơn. Nghe Trương Đạo Viễn nói quẻ thượng thượng thì cô ấy mới yên tâm. Nhưng Lý Dục Thần lại cau mày, bạch xà hứa tiên. Vậy ai là Pháp Hải? Trương Đạo Viễn giật mình biến sắc, tự biết mình lỡ lời nên vội vàng nói, công tử Lý đừng trách, tôi chỉ lấy ví dụ thôi, không phải bạch xà hứa tiên, là Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài. Được rồi, ông có thể giải quẻ gãy này thành quẻ thượng thượng, cũng coi như ông có tâm rồi. Lý Dục Thần cười nói, chúng tôi đi đây. Đây là tiền xem quẻ. Nói rồi anh đặt 60 đồng xuống, dẫn Đinh Hương đi. Trương Đạo Viễn cùng tiễn Lý Dục Thần rời đi, nhìn bọn họ biến mất trên con đường nhỏ xuống núi, ông ta lau mồ hôi trên trán. Cuối cùng cũng miễn cưỡng vượt qua được cửa ải này. Ông ta lập tức quay trở lại đại điện, đổ ống đựng quẻ ra để kiểm tra từng cái một, phát hiện chất lượng của quẻ dường như không có vấn đề gì. Ông ta ném từng quẻ xuống đất, không có quẻ nào gãy. Ông ta nhặt lên rồi dùng thêm chút lực, thế mà vẫn không gãy. Lạ thật, nhiều quẻ như vậy, chẳng lẽ chỉ có một quẻ có vấn đề về chất lượng, mà quẻ đó lại bị cô gái Đinh Hương rút chung ư? Trương Đạo Viễn chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói sang sảng, ông lấy những quẻ giả chưa khai quang này ra lừa người sao? Một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi, trông giống đạo sĩ đang bước lên bậc thang trước điện. Người này mặc một bộ đồ đạo sĩ, tay vuốt chổi phất trần, sau lưng còn đeo một thanh kiếm. Nhìn như nào bộ trang phục này cũng giống như từ phim trường đến. Trương Đạo Viễn sửng sốt, có chút không vui nói lão hữu này, bổn quan mới xây, chưa mở cửa, nếu treo đơn thì mời đi nơi khác. Ha ha ha, đạo sĩ kia cười lớn, bị tôi vạch trần nên muốn đuổi người đi sao? Ông như vậy cũng xứng mặc bộ đồ đạo sĩ này sao? Nếu như trước đây... Trương Đạo Viễn đã sớm nổi giận nhưng từ khi sửa nhà hai lần, tâm cảnh của ông ta đã được nâng cao rất nhiều, ông ta mỉm cười nói. Xứng hay không xứng với bộ đồ đạo sĩ này, không phải do đạo hữu nói là được chứ. Xin hỏi đạo hữu là thần thánh phương nào, nếu không phải treo đơn thì không biết có chỉ giáo gì.
Trung Nam Mục Tinh Giã đạo sĩ kia nói, ông là đệ tử của ai? Trương Đạo Viễn nghe nói đến Trung Nam thì hơi kinh ngạc. Núi Trung Nam là thánh địa của đạo môn, cung Trùng Dương là một trong ba tổ đình của Toàn Chân, cũng là nơi tổ sư Toàn Chân Vương Trùng Dương tu. Hành năm xưa, thì ra là đạo hữu Toàn Chân, thất kính thất kính. Trương Đạo Viễn chắp tay nói. Nhưng Mục Tính Giã lại không khách sáo chút nào, hắn ta đứng đó, không đáp lễ, nói, ai cũng nói chính nhất đã suy tàn, không ngờ lại suy tàn đến mức này, quẻ không khai quang thì thôi đi, lại còn xây nhà cửa bừa bãi, nhìn xem điện Tam Thanh và điện tổ sư này, còn có vị trí của điện phụ nữa, không có chút quy củ nào. Dù Trương Đạo Viễn có tính tình tốt đến đâu, nghe đến đây cũng không vui. Đạo hữu Mục, sư phụ của ông không dạy ông, phải lịch sự sao? Tùy tiện bình luận về công quan của người khác, phủ nhận công sức của người khác, đây là mà người tu hành nên làm sao? Mục Tinh Giã cười lạnh một tiếng, thôi bỏ đi, lười nói với ông lắm, đợi khi nào rảnh rỗi, ông tự đến Phủ Thiên Sư ở Long Hồ Sơn mà so đo. Tôi hỏi ông, ở thành phố Hòa có một người tên Lý Dục Thần, ông có biết không? Trương Đạo Viễn thầm nghĩ, chẳng phải hắn ta đến sớm hơn nửa bước là gặp được rồi sao? Nhưng trong lòng ông ta đang bực bội nên hỏi. Ông tìm cậu ta làm gì? Tôi nghe nói người này vô cùng tàn ác, dựa vào võ công cao cường của mình, động một chút là diệt cả nhà người ta. Kim Lăng ở Kim Lăng triệu tập các đồng đạo võ lâm thiên hạ đến Trấn Châu Môn để thảo phạt cậu ta, tôi được đồng đạo mời đến để tiêu diệt hắn. Ông mau nói cho tôi biết, cậu ta ở đâu? Trương Đạo Viễn sửng sốt. Ông ta cũng nghe nói vẽ chuyện ở Trấn Châu Môn, Kim Lăng rồi nhưng đây chỉ là chuyện trong võ lâm, từ bao giờ lại liên quan đến đạo môn thế? Hừ, ngay cả Lý Công Tử là người như thế nào ông cũng không biết, còn tự xưng là chính thống của đạo môn, còn nói chính nhất bọn tôi đã suy tàn, đúng là chuyện nực cười. Ông nói gì cơ, sắc mặt Mục Tỉnh Giã trầm xuống, xem ra ông quen biết tên họ Lý này, mau nói cậu ta ở đâu. Tất nhiên là tôi biết nhưng tôi sẽ không nói cho ông Trương Đạo Viễn nói. Xoẹt, ánh kiếm lóe lên, trong tay Mục Tỉnh Giã xuất hiện một thanh kiếm, mũi kiếm đế ở cổ Trương Đạo Viễn. Nói, gân xanh trên mặt Trương Đạo Viễn nổi lên, ông ta giận dữ nói, ông giết tôi cũng sẽ không nói cho ông đâu. Hồ đồ ngoan cố, Mục Tỉnh Giã nổi giận, dùng sức dậm chân. Ầm một tiếng, một luồng sóng xung kích mạnh mẽ từ dưới chân hắn ta lan tỏa ra, cả thiên tinh quán lập tức bị san bắn thành bình địa. Một luồng sáng lóe lên, Mục Tỉnh Giã ngự kiếm bay lên, xuyên qua màn bụi mù rồi bay lên trời. Chỉ để lại giọng nói của ông ta. Ông giúp kẻ ác, đáng lẽ phải dùng một nhát kiếm giết chết ông. Vì cùng là đạo môn nên tôi tạm thời tha cho ông một mạng, chỉ phá hủy đạo quán của ông để cảnh tỉnh. Giọng nói bay lên theo gió bụi. Trương Đạo Viễn ngây người đứng đó. Khi bụi lắng xuống, trước mắt ông ta chỉ còn lại cái cây được ba cái cột cố định lẻ loi đứng giữa đống đổ nát. Nửa năm vất vả cứ thế mà mất hết. Trương Đạo Viễn chỉ cảm thấy rất hoang mang. Bên tai vẫn văng vắng lời nói của Mục Tỉnh Giã. Trong lòng ông ta dâng lên một cơn tức giận vô danh. Ông ta giơ ngón giữa lên trời, đồ đạo sĩ Trung Nam thối tha, tôi chửi cả tổ tiên nhà ông. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 64.